Việc hóa hiện của Như Lai đều vô sở hữu, pháp lìa chân như cũng bất khả đắc. Vậy ai trụ ở chân như tu Bồ Tát hạnh, ai sẽ an trụ vào địa vị bất thối chuyển, ai chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ai chuyển pháp luân, nói những pháp gì, cứu độ những chúng sanh gì? Bạch Thế Tôn, chân như còn không thể nắm bắt, huống gì là việc an trụ chân như tu Bồ Tát hạnh sẽ mau an trụ ở địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình, thì điều này chắc chắn không thể có được. Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, như lời ông nói. Việc hóa hiện của Như Lai đều vô sở hữu, pháp lìa chân như cũng bất khả đắc. Thì ai trụ chân như tu Bồ Tát hạnh, ai sẽ an trụ ở địa vị bất thối chuyển, ai chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ai chuyển pháp luân, nói những pháp gì và độ chúng sanh gì? Thiện hiện, chân như còn bất khả đắc, huống gì việc an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh để mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình, thì điều này chắc chắn không thể có được. Vì sao? Thiện hiện, dù chư Phật có ra đời hay không ra đời thì các pháp vẫn như vậy, không lìa chân như, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Thiện hiện, chắc chắn không có việc an trụ chân như tu Bồ Tát hạnh, nói rộng cho đến độ các hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, chân như của các pháp không sanh không diệt, cũng không trụ nơi khác, không thể nắm bắt được một phần nhỏ. Thiện hiện, nếu pháp không sanh không diệt, cũng không trụ nơi khác, không thể nắm bắt được một phần nhỏ. Vậy thì ai trụ trong đó tu Bồ Tát hạnh? Ai sẽ an trụ ở địa vị bất thối chuyển? Ai chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Ai chuyển pháp luân, nói những pháp gì? Cứu độ chúng sanh nào? Ở trong đó tất cả đều vô sở hữu. Sự việc như vậy thì chắc chắn là không có, chỉ vì dựa vào thế tục mà giả bày ra là có. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là sâu xa, khó tin khó hiểu. Các đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy biết các pháp đều bất khả đắc, nhưng vẫn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và muốn giảng bày chánh pháp cho các hữu tình là việc rất khó làm. Vì sao? Bạch Thế Tôn, chắc chắn không có việc an trụ chân như tu Bồ Tát hạnh, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và nói chánh pháp cho các hữu tình. Nhưng các đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tất cả các pháp đều vô sở hữu, không kinh sợ run rẩy, nghi ngờ ngăn trệ, hoang mang thối lui, cũng không mê muội buồn bực đối với pháp tánh sâu xa. Các việc như vậy rất là hiếm có. Bấy giờ Thiện Hiện bảo Đế Thích: Kiều Thi Ca, như lời ông nói, các đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán tất cả các pháp đều vô sở hữu, không kinh sợ run rẩy, không nghi ngờ ngăn trệ, không hoang mang thối lui, cũng không mê muội buồn bực đối với pháp tánh sâu xa. Các việc như vậy rất là hiếm có. Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán thấy bản tánh các pháp đều là không, ở trong pháp không này mọi thứ đều vô sở hữu, vậy thì ai có thể kinh sợ cho đến mê muội buồn bực? Vì vậy, việc đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không kinh sợ run rẩy, không nghi ngờ ngăn trệ, không hoang mang thối lui, không mê muội buồn bực đối với pháp tánh sâu xa cũng chưa phải là hiếm có. Lúc đó trời Đế Thích bạch Thiện Hiện: Theo lời Đại Đức nói, tất cả đều dựa vào pháp không, vì vậy lời nói thường không ngăn ngại, giống như dùng tên bắn vào hư không, hoặc xa hoặc gần đều không ngăn ngại. Lời Đại Đức nói cũng giống như vậy, ai có thể ở trong đó mà dám chống đối?